nhãn. Cúc là nhãn này thì được mix các màu với nhau, gồm có màu cam, màu vàng, màu hồng. Đây là khu vực khoa hướng dương nhà em, đây là hướng dương lùn. Và nhà đài thì có bộ phim hướng dương ngược nói thật là một nhà em chỉ có hoa hướng dương và các loại hạt hoa sống hướng dương, lùn, hướng dương cao và hướng dương tháp. Đây là bạn Kate. Đây là bạn Soshikiro, một trong những dòng hoa hồng ngoại cực kỳ là đẹp. Đây là VS 2000. Đây là khu vực ở dừa cạn màu tím chủ đạo thủy chung. Đây là Soshikiro, một trong những hoa hồng leo ngoại thì là thơm và màu sắc quyến rũ. Cuối cùng đây là đến khu vực hoa hồng leo tường vi với thọ thắm, form hoa đẹp nhẹ nhàng, mùi hương quyến rũ, cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng sai hoa. Màu sắc thì cưng muốn xỉu luôn. Thơm các bác ạ, mũi bonsai tầm này nó gọi là tầm thường rồi. Bây giờ phải chơi kiểu tranh xả như này này. Đấy, trồng chanh, trồng xả quanh nhà. Đó. Giờ kiếm được ai tài trợ cho hai con cá thả vào đây nữa thì quá là tuyệt vời. Uầy, cái bạn đi, đứng này con, để mai cho bác cắt. Thấy ạ. Ở đây có quả nữa. Chào mọi người nha, đây là dòng hồng ngoại, hồng leo Soshikiro mọi người nhé. Mùa hè thì nó có cái màu tím hồng, còn màu mùa đông thì nó chuyển sang màu tím đậm mọi người nhé, khá là đẹp. Đây là bông hoa tàn này, lụ, bông hoa nở của nó, hoa cực kỳ là sai nhé. Và chúng ta cùng ngắm lại những cái mặt hoa của bạn hoa hồng leo tường vi nhé. Cực kỳ là thơm, cực kỳ là đẹp và sang.